tình hình chấn thương của Văn Hậu bây giờ thế nào? Sau gần một năm điều trị chấn thương gót chân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn phải tập luyện phục hồi, chưa thể ra sân cùng Công an Hà Nội. Tối ngày 5 tháng 8, trang chủ của Công an Hà Nội cập nhật tình hình về Đoàn Văn Hậu sau gần một năm điều trị chấn thương gót chân. Theo đó, hậu vệ người Thái Bình vẫn đang trong quá trình tập luyện phục hồi theo giáo án của bác sĩ. Anh chủ yếu tập trong phòng gym để duy trì thể lực, vóc dáng và đã có thể tiếp xúc nhẹ nhàng với bóng. Văn Hậu cho biết anh đang nỗ lực từng ngày để trở lại thi đấu. Văn Hậu dính chấn thương ở gót chân hồi tháng 9 năm 2023. Sau khi làm đám cưới hồi tháng 12 năm 2023, hậu vệ người Thái Bình cùng bà xã Doãn Hải My sang Singapore để làm phẫu thuật. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thời điểm đó cho biết Văn Hậu cần 3-6 tháng để trở lại thi đấu. Nhưng quá trình điều trị phục hồi của Văn Hậu diễn ra không suôn sẻ như dự kiến. Anh phải phẫu thuật thêm lần nữa và nghỉ hết mùa giải 2023-2024. Lần gần nhất Văn Hậu ra sân thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội là ở trận hòa 1-1 với Thanh Hóa ngày 27 tháng 8 năm 2023. Hậu vệ 25 tuổi đã có hơn một năm không thi đấu cho đội tuyển quốc gia, kể từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 thua Thái Lan 0-1 hôm ngày 16 tháng 1 năm 2023. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng ngành công an vừa chiêu mộ thành công hậu vệ Việt Kiều Jackson Pendang Quang Vinh, người thi đấu cùng vị trí với Văn Hậu. Ngay lập tức, nhiều thông tin cho rằng Văn Hậu sẽ bị thay thế bởi cầu thủ sinh năm 1997 này. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng khẳng định Công an Hà Nội có kế hoạch riêng với Văn Hậu. Theo lịch thi đấu, Công an Hà Nội sẽ mở màn V-League 2024-2025 bằng chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng, dự kiến diễn ra vào tháng 9. Với tình hình hiện tại, Văn Hậu có thể trở lại thi đấu ngay ở lượt đi mùa giải tới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.